trao đổi về cái đề tài mà chúng ta đăng ký chưa? Dạ, nhóm nhóm em Dạ tính nha. làm cái đề tài phân loại sản phẩm theo chiều cao thôi. Loại sản phẩm theo chiều cao là cái đề tài này là không được rồi, chắc chắn là Không không được rồi. được, không được thôi. Bây giờ là mình làm cái đề tài gì mà nó kinh điển mà nó không có rõ ràng. Bây giờ nếu như em làm phân loại sản phẩm theo chiều cao á, là thứ nhất là phân loại sản phẩm gì, rồi theo chiều cao như thế nào, rồi phân loại dùng thuật toán nhận dạng xử lý ảnh gì cụ thể. Chứ còn mình nói chung chung như vậy, mấy cái đề tài giống như hồi xưa các nhóm cách đây đã lâu, đã mấy chục năm rồi, người ta làm đề tài phân loại sản phẩm theo chiều cao là chạy qua cái gạt cái rồi súng, là cái đó là không được em ơi. Mình ví dụ như mình phân loại sản phẩm là ví dụ như mình phân loại trong cái dây chuyền sản xuất bia hay là sản xuất sữa gì đó, ví dụ như vậy, thì những sản phẩm nó đi qua mình sẽ dùng thuật toán nhận dạng xử lý ảnh, mình sẽ phân loại về từng loại thì được đó. Chứ còn chiều cao thì nó như thế nào, chiều cao là em đem đo, chiều cao là một cảm biến cái đó, thì cái đó nó đơn giản quá, mình không làm trong một cái đồ án của mình được đó. Thì do đó là nhóm em bây giờ hội ý lại đi, rồi khẩn trương cơ đấu với thầy trong bây giờ nha. Dạ, để nhóm em hội ý lại. Dạ. Rồi, còn em nào mà trong lớp mình mà lắc nhắc thì bây giờ thôi vô luôn đi, thầy thấy cứ vô lắc nhắc này là mất công lắm, bây giờ đi vào hết luôn đó. Thì mấy em có thể đi vào trao đổi hết nguyên lớp của thầy, thầy sẽ trao đổi từng nhóm một cũng được. Do đó em đi vào luôn đi, thầy ép ra một bạn luôn. Em gửi danh sách rồi. Rồi bây giờ cái danh sách thì đây là nhóm, trong đây là mình có 10 nhóm này. Rồi bây giờ cái phần đồ án của nhóm số 5 là thầy mới vừa trao đổi, là bây giờ trao đổi lại này. Đó. Rồi bây giờ thôi mình đi từ nhóm số 1 nha. Nhóm số 1 là có mặt tại đây em. Nhóm số 1 là Ngô Quốc Trưởng, Hoài, Hoàng Huy, Hoàng Thái, Đăng Khoa, Văn Huy, Văn Hải, có mặt ra. Có Ừ. thôi, dạ có thôi. Rồi. Ừ, Lực ơi, Dạ Lực em nghe có anh. em làm cho thầy cái file, em chỉnh cái file Excel này nó theo từng ô được không? Dạ được ạ. Từng ô, từng dòng á, có nghĩa từng dòng. Ví dụ nhóm một là Ngô Quốc Trưởng là một dòng này, bởi vì cái này thì sau này thầy sẽ lookup cái mã số sinh viên á, là ai hiểu không? Dạ Đó. dạ được Cái này ví được dụ như ạ. điểm hay là các cái phần đánh giá thì sẽ lookup cái mã sinh viên Thầy thầy cho em cái danh sách lớp luôn, em nhập luôn cho nhóm rồi thầy. danh sách Dạ lớp thì lớp thì đau rồi đâu mất rồi. dạ Thôi em cứ em làm cái danh sách này đi, thầy sẽ lookup dạ luôn. Em cứ dạ làm mà nó sẽ có một dòng đi, nó lookup cái gì dạ rồi. Ok em. Thế bây giờ thầy mời nhóm một đi, nhóm một có mặt chưa? Có. Nhóm một là bạn nào đó, trưởng nào anh nhóm trưởng. Em phải. Rồi bây giờ em trao đổi với thầy là đề tài của nhóm em là định đăng ký đề tài gì nhỉ? Để đề tài là em định là mấy chiếc rót về giám sát của Scala. Mấy chiếc rót hả? Rồi bây giờ mấy chiếc rót là chiếc rót cái gì em? Chiếc rót chất lỏng này, ví dụ như cái gì đó. Rất chất lỏng mà không, cái này nó phải cụ thể. Thì còn mình làm chung chung á, là thứ nhất là nó cũng giống như cái này làm rồi vậy đó, thì nhóm em trao đổi lại đi, còn không là mình làm đề tài khác. Để Thì còn em tí này, để em tí rồi nói. đâu rồi mấy em trao đổi đi. Nào để coi thử nhóm mà thứ hai là sẵn sàng chưa mấy em?
Hai là có Lý Minh Hoàng mà, nhóm của Lý Minh Hoàng là có mặt hết nha. Dạ có thì. À ok rồi. Bây giờ là trong cái room mình là 50 thì còn một số bạn là chưa vào thì chúng ta vào luôn. À Lý Minh Hoàng là nhóm em làm gì đây Hoàng? Nhóm 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 số 2 của em là đăng ký đề tài gì chưa? Dạ định nếu em định đăng ký làm đề tài là đóng nắp chai á thầy. Hôm nay cũng giống như mấy kia nữa, thôi chắc đổi đổi đi em. Còn làm mấy cái này nó không có cụ thể mà nó lại không không có có rõ ràng, không không có giống như nó không có mới đó. Mấy cái đề tài đóng nắp chai này mà thật ra để đóng nắp chai trong công nghiệp là em phải làm cái độ chính xác cũng còn cao nữa chứ không phải đơn giản đâu. Dạ bọn em làm xong phần cơ khí rồi thầy. À, chứ không phải là cụ thể là đóng nắp chai là nắp chai gì nữa đó. À, thì mình đóng như thế nào, mình sử dụng cái phần cơ khí cái mô hình như thế nào, rồi cái phần nhận dạng của mình như thế nào thì em thử trình bày như thế nào, sản phẩm gì là cụ thể là nắp chai như thế nào, em có hình dung bao nhiêu rồi. Bây giờ thầy gửi một cái đề tài, nói chung là cái bản này nhận dạng và làm cái chợ của cũng khá hay. À, thì bây giờ mấy em để coi. Dạ thưa kỹ hả? Dạ em nhóm chính, nhóm em đăng ký mô phỏng điều khiển điện giao thông được không thầy? Mô phỏng thì cái đó là cái bài tập thôi mà, có gì đâu mà đăng ký cái đồ án này. Em nếu như em muốn làm một cái đề tài đèn giao thông á thì mình sẽ làm như thế nào? Bây giờ em chỉ mô phỏng, nếu em mô phỏng đơn giản thì nó chỉ là một cái bài tập thôi, nó không có gì hết. Còn em làm đèn giao thông mà em làm cho một cái hệ thống nhiều cái trạm, và sau đó em mỗi cái trạm em xử lý bằng cái xử lý ảnh để em nhận dạng cái lưu lượng giao thông để em làm thì ok cái đề tài như vậy. Dạ điều khiển đèn giao thông tại ngã tư được không thầy? Không, cái đó chỉ là cái bài tập thôi mà, bài tập đơn giản mà. Trong trong lớp mà mình hay làm bài tập đơn giản mà. Em trao đổi thì với nhóm này các bạn đi. Rồi bây giờ ví dụ như đây giờ thì gửi một cái ứng dụng này, mấy em có thể là tham khảo chúng ta làm ứng dụng này cũng được, để nhóm nào muốn làm ứng dụng này đó. Hoặc là một vài nhóm chúng ta có thể làm bằng nhiều cách khác nhau đó. Đó. Thì mấy em xem trong cái link thì gửi. Cái này là bữa nhóm em có hỏi thầy, cái này là mình sử dụng DM3610 là mình để mình quét qua đúng không thầy? Cái này là cảm biến ha. À không, cái này á là người ta dùng cái công nghệ khác, nhưng mà ở đây là mình dùng camera bình thường của mình để mình xử lý ảnh rồi mình đưa lên thôi, thì nó sẽ rẻ rẻ tiền hơn. Chứ mình nếu như mình dùng DM3610 cái này thì cái hệ thống này thì giá nó sẽ rất là cao, hay không? Dạ thì mình sử dụng cái mấy em cũng không có đủ tiền để mà mua cái đó, mình chỉ dùng camera bình thường, mình nhận dạng bình thường thôi. Đó, mình sẽ lấy kiểu kiểu như là mình dùng cái máy ảnh bình thường để mình quét qua nó là dạng không gian nó hình học kiểu nào đó không này. Đúng rồi, mình chỉ cần là mình nhận dạng ra cái sản phẩm đi qua là kích thước dài rộng cao bao nhiêu thôi. Là chỉ cần xử lý là cái thông số kiểu như là cái bây giờ ví dụ như là một cái vật đi ngang qua chiều cao mình nhận dạng được nó là thôi đúng không ạ? Chứ mà chỉ lấy cái dữ liệu của nó thôi đúng không? Đúng rồi, bởi vì cái này nó ứng dụng trong cái hệ thống mà quét các cái hành lý, em hiểu không, đi vận chuyển á. Giống giống trong cửa sân bay đúng không ạ? À đúng rồi, thì mình chỉ cần là mình xác định được cái kích thước của các cái hành lý nó có ok không thôi, là nó sẽ hiển thị lên là cái giá trị của từng cái kích thước như dài rộng cao nó bao nhiêu. Thì ở đây mình có thể mình dùng cái giải pháp là mình làm 2-3 camera mình đặt ở các góc khác nhau để mình xác định đó, và kết hợp với thuật toán xử lý ảnh để mình xử lý nó lên, là mình đưa nhóm VC đến những nhóm năm mình... vậy nhóm năm làm đề tài này được không thầy? À được được ok dạ nhóm này. À, còn có nghĩa là trong cái ở này nhóm 7 chứ thầy, nhầm em nhóm 7. Nhóm 7 đúng không? Dạ. À, rồi nhóm 7 coi. Dạ thầy em hỏi cái xử lý ảnh nó có xài mạng neuron hay gì không thầy?
cái đó là cái sinh viên hay làm hiện nay đó, mấy cái mô hình về mạng neuron, deep learning, được các cái mô hình CNN, nó có nhiều mô hình trong đó, nhiều thuật toán khác nhau. Tức là phải xử lý ảnh là phải xài mạng neuron nhận diện chứ đúng không thầy? Đúng rồi, mình dùng cái đó nó cuốn điện nó học, rồi sau đó mình sẽ... Cái đó thì tụi em chưa tìm hiểu, chắc là hơi bị khó. Cái đó là bình thường mà mấy nhóm khóa trước nó làm, nó có mô hình nó có sẵn rồi. Nó phải có tài liệu. Nó có cái ví dụ sample mẫu nhiều lắm mà. Em sợ với bạn đấy mà, có gì đâu. Dạ, ấy là tài liệu của thầy, nếu thầy có tài liệu mà... Đó có nhiều lắm, nhiều tài liệu neuron thì thầy gửi cho bọn em. Đẹp quá trời rồi, thì mấy em cần thì thầy gửi cho, nhưng mà mấy em sợ cũng thấy mà lên Google này mà, còn nếu như mấy em cần thì thầy gửi cho. Rồi thì cái phần này á là nhóm 7 đúng không, thì các cái nhóm bây giờ mình ứng dụng á, thì vừa rồi ví dụ các khóa vừa rồi nó cũng làm, mà trước đó nó cũng làm mấy cái này, nó nhận dạng về các cái loại chai, giống như là nhóm mấy gì đó bảo vệ, cái nó làm cái mô hình và nhận dạng các cái lon coca, nó cũng dùng cái mạng để nó nhận dạng, và nó sẽ đi xuống VLC để mà phân loại rồi nó điều khiển cái hệ thống đó. Thì ở đây mấy em cũng như trang vậy thôi, chứ đề tài thật ra nó cũng không mới nhiều, nếu như mới nhiều là do mình ứng dụng đi đâu thôi, chứ còn cái kỹ thuật thì nó không có gì mới. Rồi như vậy là cái hướng của mình làm đó. Rồi bây giờ còn đó là thầy gợi ý một số cái, còn ví dụ như mấy em muốn làm về nhận dạng là mình điều khiển cái hệ thống báo động cũng được, nó cũng có rất là nhiều cái hệ thống báo động để mình nhận dạng đó. Rồi bây giờ tới cái nhóm số mấy rồi, nhóm số 2 rồi, nhóm số 4 đi, số 3 này để sao này. Nhóm số 4 có mặt đây không? Số 4 là Bảo, Phú, Chiến Trường, Tú Nhi, Tuyền, Cảnh, Nhân, Nhất. Là các bạn không? Số 4 này bắn nè. Có. Bây giờ mời nhóm số 5 đã là nhóm số 6 này. Rồi Minh Anh, Khải, Vinh, Cao Kỳ, Trung, Long, Quỷ, Thụy. Dạ có em dùng. Rồi bây giờ nhóm 6 là làm đoán gì em? Dạ nhóm 6 là mấy bữa nay là đang có cái đồ án đang hướng tới là cái mà mô hình kiểm tra nắp và đóng chai sản phẩm vào thùng. Mô hình kiểm tra nắp và đóng chai sản phẩm vào thùng là như thế nào, em trình bày cái mô hình đó sản phẩm gì rồi em sẽ làm nó như thế nào? Dạ thưa thầy, là kiểu cái chai xong cái quá trình mà nó đóng nắp chai, nếu mà nó vô một cái cảm biến, nếu mà chưa đóng nắp chai thì nó sẽ loại cái chai mình chưa được đóng, xong chai nào đóng xong nó sẽ bỏ vào thùng này, nắp bỏ vào thùng rồi. Dạ mình là chai gì và nó đóng như thế nào, em làm cái nắp chai này á, là thực ra nó là nắp kinh điển rồi, nhưng mà thực ra nó không có rõ ràng, cũng giống như cái thầy nói lúc nãy á. Và thứ hai mà để làm cái phần cơ khí chính xác nó lại rất là khó nè. Đó. Thành ra là thầy không rõ nhóm em là làm như thế nào để mà thầy xét cái đề tài của nhóm em. Đó. Thì còn nếu như chung chung như vậy thì mấy em nên trao đổi lại về cái đề tài này, hoặc là đề xuất cái đề tài khác. Nếu như mà bọn em làm được phần cơ khí là làm được đồ án này đúng không thầy? Thật ra đối với cái đồ án ngành mình đó là thầy không có đặt nặng phần cơ khí đâu. Về bản chất ngành mình là mấy em làm về bên tự động mà, đúng không? Cái cơ khí chỉ là cái phần hỗ trợ cho mình thôi. Đó. Thì mấy em mà làm phần cơ khí nó chiếm mất thời gian thì nó cũng là tốn kém, với lại vấn đề nó cũng sẽ không có đi vào cái trọng tâm. Đó. Thì mình mục đích chính là mình làm gì? Là mình làm cái VLC, mình điều khiển hệ thống. Thì bắt buộc nó sẽ có cái phần cơ khí hỗ trợ rồi, và cái giải thuật thông minh để mà cho VLC nó hiểu là nó điều khiển hệ thống cho nó thông minh. Bản chất là như vậy thôi. Đó. Nghĩa là cái ruột của cái phần đồ án của mình đó là nó như vậy đó. Thành ra là nếu như cái phần mô hình cơ khí á, thì nếu như nhóm nào mà làm có điều kiện mà chúng ta làm mà không thành vấn đề gì á, thì điều đó là tốt thôi. Nhưng mà thầy chỉ sợ là nếu như em đặt nặng cái phần cơ khí nhiều á, thì nó lại ảnh hưởng đến cái tiến độ của em nữa,
mà không biết là nhóm có thể mà hoàn thành được không đó. Chứ còn đối với thầy thì thầy cũng không có chủ trương là mấy em làm cái nhiều, bởi vì trong cái thời lượng của mình với lại là cái khả năng về tài chính hay là nhân lực của mấy em thì nhiều khi có đủ hay không thì thầy cũng không rõ, bởi vì do nhóm chúng ta quyết định mà đó. Chứ còn theo thầy á, thì mấy em làm một cái đồ án nó tương đối và nó thông minh, có thể dùng trong tự động hóa và có áp dụng UC để điều khiển hệ thống là được đó. Rồi thì nhóm trao đổi về cái đề tài của mình đi, trao đổi thêm cái chỗ đó như thế nào rồi lắc trao đổi lại này. Dạ dạ thầy. Rồi còn nhóm 7 là chọn đề tài rồi đúng không? Rồi bây giờ thầy không hỏi nhóm 7 nữa. Rồi bây giờ thầy qua cái nhóm số 8 là Nhật Trường này, Duy, Tiến, Kha, Tinh, Nam, Hiền, Hòa, Trịnh, Hưng. Nhóm 8 là cái mặt nào? Không? Nhóm 8 là cái mặt không? Bán hả? Anh này quá trời em mà không qua cái mặt này. Rồi bây giờ cái nhóm còn lại là cái đồ án mô phỏng thì để sau đây, để thầy sẽ trao đổi với đồ án thực tế này trước đó. Rồi bây giờ nhóm 1, quay trở lại nhóm 1 là chúng ta trao đổi cái đâu rồi? Để nhóm em là định chiếc rock bia thì. Chiếc rock bia hả? Dạ, chiếc rock bia nhưng mà có định lượng thì. Có định lượng. Dạ, điều khiển có nên sử dụng BLC điều khiển biến tăng để mình bơm cái động cơ mình bơm lên rồi mình đo đạt rồi mình truyền lên web server. Cái đó thì cái phần truyền lên nhá thì làm cái đó thì cũng ok thôi, nhưng mà thì nghĩ cái số lượng nó hơi nhiều. Thành ra là thay vào đó là mình phải bằng đưa vào cái phần nhận dạng xử lý thông minh cho nó thôi đã. Thì nhóm định làm cái phần đó như thế nào? Vì tụi em đã lên danh sách cái việc làm của thầy nên chắc em là như vậy. Nhưng mà bây giờ em nên đưa một cái ứng dụng về xử lý ảnh thông minh nhận dạng trong cái hệ thống này cho thầy, hoặc là dùng một cái xử lý thông minh cho cái hệ thống em. Xử lý thông minh là ví dụ như thế nào thầy? Tại vì mình chiếc lót thì mình cần sử dụng hình ảnh không thầy? Mình chỉ cần định lượng là bao nhiêu là được? Định lượng là một cái, thứ hai là nếu như em chiếc lót thì bây giờ là ví dụ thay vì em chiếc rốt là một sản phẩm mà hai sản phẩm thì lúc đó em sẽ vô chiếc rốt kiểu khác. Ví dụ như nếu em nhận dạng được cái sản phẩm A này thì em chiếc rốt là khác, sản phẩm B là chiếc rốt kiểu khác. Dạ. Thì lúc đó mình sẽ dùng cái thuật toán thông minh của mình vô được. Dạ, nếu thì tụi em có thể nghiên cứu thêm, nếu mà có nằm trong tầm kiểm soát thì tụi em có thể phát triển thêm, còn nếu mà không được thì em như cũ này. Không. Cái phần đó thì mình bắt buộc á, không phải, bởi vì cái phần đó nó có theo cái phần xử lý thông minh đâu á nè. Như vậy là nhóm em vẫn chọn đề tài đó đúng không? Dạ đúng rồi, bằng hình ảnh đó là xử lý thông minh bằng hình ảnh đó. À, chiếc rốt thông minh đúng không? Cái ảnh này, cái thẻ VLC. Ok chưa, nhóm thống nhất không? Hay là có gì trao đổi thêm nữa không thì lát nữa thì quay lại tiếp. Dạ. Rồi bây giờ tới nhóm số 2 này. Phúc Hoàng đó rồi. Số 2 này nãy giờ đã ở tới đâu rồi Hoàng? Thầy lục qua một xín một dòng nữa thầy. Rồi, ok, rồi tiếp theo là đến nhóm số 3. À nhóm số 3 là mô phỏng à, rồi thì bây giờ thầy trao đổi tiếp nhóm số 4. Ở số 4 là có mặt chưa? Thì có. Rồi nhóm số 4 là tính làm gì đây? Lúc đầu tụi em định làm phân loại sản phẩm theo màu á thầy. Thì bây giờ có suy nghĩ về đề tài nào khác không? Dạ có, tụi em đang bàn thì cho em ít phút nữa nha thầy. À rồi ok. À, thầy đi qua lại nhóm số 5. À, nhóm 5 là tới đâu nè em? Dạ cho tụi em ít phút nữa thôi.
Rồi thôi bây giờ thầy cho mấy em khoảng chừng 15 phút nha. Mấy em trao đổi cho nó dễ hơn. Rồi sau đó thầy quay trở lại. Ok, bắt đầu nha. Dạ thầy.